Tại sao đã đến lúc ai ai cũng phải đặt một túi đậu đỏ dưới gối trước khi đi ngủ? Đây là mẹo vặt mà mọi phụ nữ phải biết, nếu không thì thật có lỗi với chính mình. Khi nhắc đến đậu đỏ, ắt hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến chén chè đậu đỏ thanh nhiệt, thơm mát ngày hè. Tuy nhiên, không chỉ là nguyên liệu làm nên những món ăn vặt thơm ngon, đậu đỏ còn là một vật phẩm phong thủy giúp đổi vận cực kỳ hiệu nghiệm. Màu đỏ của đậu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Đây là màu sắc mở đường cho tài lộc tự vào nhà. Bên cạnh đó, mọi điều không may mắn sẽ bị hạt đậu đỏ tiễn ra khỏi nhà một cách sạch sẽ. Chuẩn bị khoảng một nắm hạt đậu đỏ căng mẩy, không bị sứt mẻ túi gấm màu đỏ có dây gút thực hiện. Bạn cho những hạt đậu đỏ vào túi gấm, nếu là nam giới thì cho vào 7 hạt, nếu là nữ giới thì cho vào 9 hạt. Sau đó, gút dây lại và đặt túi gấm này dưới gối của mình. Cứ cách một tuần bạn lại thay mới đậu một lần. Từ đây chắc chắn vận mệnh của bạn sẽ được xoay chuyển theo chiều hướng tích cực. Không chỉ giúp hóa hung thành cát, túi đậu đỏ này còn là vật phẩm phong thủy giúp cho đường tình duyên của bạn được suôn sẻ như ý, tiền tự chui vào túi ào ào và mọi công việc đều thuận lợi.